chuyên viên thính giác trị liệu lê vũ tận tình phục vụ quý đồng hương giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramata là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road. Số điện thoại 0401 676 766. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, tình hình dịch bệnh tại Úc có thể nói là vô cùng lạc quan và tốt đẹp. Tại hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ ở Úc đã không có ca nhiễm cộng đồng nào trong nhiều ngày qua. Trước bối cảnh này, dư luận truyền thông hiện nay chỉ quan tâm đến sự phục hồi của kinh tế thông qua ngân sách của các tiểu bang và lãnh thổ. Và sau đây là bản tin chi tiết lúc 1 giờ chiều ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020. Đầu tiên là tin về ngân sách của Victoria trong thời đại dịch, thất thu cao, nợ nần nhiều. Tuy nhiên, trọng tâm tin tức của ngày hôm qua là việc chính phủ Victoria phổ biến ngân sách 2020-2021. Đây là một ngân sách mà Bộ trưởng Ngân khố Tim Palace đã nói là cần thiết để Victoria không bị chìm xuồng. Ngân sách này đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức an sinh xã hội và nghiệp đoàn, mặc dù Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập cũng đã chỉ trích chính phủ là đã không phổ biến chi tiết về chương trình xây dựng hạ tầng. trong cốt lõi, ngân sách này sẽ thất thu 23 tỷ 300 triệu đô la trong năm 2020-2021 và 13 tỷ trong năm 2021-2022 và 6 tỷ 700 triệu đô la trong năm 2022-2023. trong khi đó, thì số nợ mà chính phủ mắc phải là 86 tỷ đô la trong năm nay sau đó tăng lên mức 154 tỷ 800 triệu đô la vào năm 2023-2024, tức là tương đương với khoảng 28.9% của tổng sản lượng GDP tại Victoria. Ngoài ra, Victoria cũng dự trù là nhân số thất nghiệp sẽ gia tăng lên mức 8.25% vào cuối năm nay 2020 và sẽ tiếp tục ở trên mức 5% trong vòng 4 năm sắp tới. Trong thời kỳ đại dịch lần thứ nhất, Victoria đã mất 200.000 công ăn việc làm và mất thêm 73.000 việc làm trong làn sóng dịch bệnh thứ nhì. Bởi vậy, trọng tâm của ngân sách theo lời của ông Tim Palos là tạo thêm 200.000 công ăn việc làm trong năm 2022 và 400.000 trong năm 2025. Một vài đặc điểm của ngân sách là tuy chính phủ Victoria không bãi bỏ thuế con niềm, nhưng cũng sẽ áp dụng biện pháp đặc biệt trong khoảng gần 12 tháng sắp tới là giảm 50% thuế con niềm cho những ai mua những căn nhà mới, tức là brand new house. Và đối với những đơn vị gia cư có sẵn, thì việc chiết giảm này là 25%. Ngoài ra, thì chính phủ cũng dành nhiều ngân khoản để cải tổ hoặc xây dựng những cơ sở y tế và giáo dục, cũng như các phương tiện chuyên trợ công cộng. Tuy Victoria đã trải qua hai cuộc khủng hoảng và nền kinh tế Victoria đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Victoria vẫn hãy còn được đánh giá tín nhiệm về mặt kinh tế ở mức tối ưu là AAA. Đảng Lao động tại Victoria duyệt xét lại việc tuyển dụng đảng viên brand stacking sắp được công bố. Hai lãnh tụ kỳ cựu của Đảng Lao động tại Victoria là cựu thủ hiến Steve Bratt cùng bộ trưởng liên bang Jenny Macklin đã mở cuộc điều tra về vấn đề tuyển dụng đảng viên bất chính trong nội bộ Đảng Lao động tại Victoria. Nhắc lại, việc tuyển dụng bất chính này đã bùng nổ hồi tháng 6 và một lãnh tụ Đảng Lao động đã bị tố cáo là ông Adam Somuric. Sau đó, Ban chấp hành Đảng Lao động cấp liên bang đã can thiệp và đã cử hai nhân vật kỳ cựu của Đảng Lao động tại Victoria mở cuộc điều tra. Theo nguồn tin của nhật báo từ Guardian, thì cuộc điều tra này đã hoàn tất và có thể sẽ được công bố vào cuối tuần này. Cũng theo nguồn tin của tờ Guardian, thì Ủy ban điều tra có thể sẽ đề nghị nhiều biện pháp cải tổ quan trọng, kể cả việc sa thải một số đảng viên đã được thu nhập một cách bất chính, hoặc đòi hỏi các đảng viên mới phải ký tên gia nhập một cách chính đáng với đảng bộ tiểu bang, thay vì tại các chi nhánh địa phương, và việc kiểm nhận danh tính tên họ thật sự cũng sẽ được thi hành. Nhắc lại là khi vụ tai tiếng này được phát hiện bởi các cơ quan truyền thông chính mạch, thì Thủ hiến Daniel Andrews đã sa thải Bộ trưởng Adam Samurek và chính đương sự cũng đã từ chức khỏi đảng lao động. Kế đến là tình hình đại dịch COVID-19 tại New South Wales và Victoria. Tin tức mới nhất mà Việt Face TV nhận được vào sáng ngày hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 11, và tin tức này cũng đã được Thủ Hiến Andrew xác nhận trên đài truyền hình ABC. Là trong 24 tiếng đồng hồ qua, Victoria đã duy trì được thành tích là không có ca nhiễm bệnh mới và tử vong. Như vậy là xuyên suốt 26 ngày, Victoria đã không có ca nhiễm bệnh và bệnh nhân cuối cùng cũng đã rời khỏi bệnh viện vào ngày hôm qua. Với thành tích này, thì ngày hôm nay, Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk đã công bố quyết định là cư dân Victoria có thể tự do đến Queensland, tương tự như cư dân New South Wales vào ngày 1 tháng 12 sắp tới mà không cần cách ly 14 ngày. Trong khi đó, thì tại New South Wales, nguồn tin mới nhất của Bộ Y tế New South Wales là việc thử nghiệm nước thải trong vùng Liverpool thuộc Tây Nam Sydney cho thấy đã có dấu vết của virus COVID-19. Bởi vậy chính phủ New South Wales đã lên tiếng cảnh báo cư dân sinh sống trong vùng Tây Nam Sydney là phải đi thử nghiệm tức khắc mỗi khi có triệu chứng là nặng hay nhẹ. Nước thải này bao gồm các khu Liverpool, Casula và Leppington, đây cũng là nơi có rất đông người Việt định cư. Tuy vậy theo nguồn tin từ đài ABC thì ngày hôm nay chính phủ New South Wales có thể sẽ loan báo thêm nhiều biện pháp nới lỏng, chẳng hạn như số người tham viếng các gia đình có thể tăng từ 20 lên 30 người và những việc tụ họp ngoài trời gia tăng từ 30 lên thành 50 người. Trong khi đó thì các dịch vụ chiêu đãi có diện tích dưới 200 m2 có thể được phép nhận một người cho mỗi hai thước vuông trong nhà đến mức tối đa là 50 thực khách. Trong khi đó thì thủ hiến Queensland đã tuyên bố mở cửa biên giới cho toàn thể cư dân tại New South Wales và Victoria vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Và dĩ nhiên là việc mở cửa biên giới này đã được các giới công thương kỹ nghệ hoan nghênh, đặc biệt là tại vùng Gold Coast, là nơi mà sinh hoạt kinh tế tùy thuộc rất nhiều vào du khách từ New South Wales. Thủ hiến New South Wales đã nhiều lần kêu gọi mở cửa biên giới, không những vì lý do sinh hoạt kinh tế mà còn vì lý do nhân đạo để cư dân có thể thăm viếng lẫn nhau giữa hai tiểu bang. Trong khi đó thì chính Queensland sẽ hưởng được nhiều lợi nhuận kinh tế hơn vì Queensland sẽ tiếp nhận nhiều du khách từ New South Wales hơn người dân tại khu trung tâm thành phố Sydney bắt đầu được nhận phiếu quà tặng 100 đô la. Những người New South Wales đầu tiên đang chuẩn bị được nhận 100 đô la phiếu quà tặng để chi trả khi đi ăn uống tại câu lạc bộ, nhà hàng và mua vé vào những nơi giải trí khác như công viên, sở thú, bảo tàng, dạp chiếu phim. Chương trình này nằm trong kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế sau khi nền kinh tế bị tác động bởi COVID-19 của chính phủ New South Wales. Nhắc lại như Việt Face TV đã loan, Chính phủ New South Wales đã công bố chương trình này. Theo đó, mỗi người trưởng thành sẽ được nhận 4 phiếu quà tặng với tổng trị giá là 100 đô la để chi trả vào các hoạt động giải trí, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Và thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là có khoảng 60.000 người sinh sống trong khu vực Sydney CBD, có mã số bưu chính tức là postcode là 2.000, sẽ là những người đầu tiên được nhận 100 đô la phiếu quà tặng này. Đây là giai đoạn thử nghiệm trước khi được mở rộng cho các vùng lân cận CBD trong tháng 12 năm 2020 và dự kiến được triển khai trên toàn tiểu bang vào tháng 1 năm tới 2021. Chương trình này có tên gọi là Die and Discover Scheme, có tên gọi ban đầu là Out and About Scheme. Theo đó, mỗi người sẽ nhận được 4 phiếu, mỗi phiếu trị giá 25 đô la. Hai phiếu dùng để đi ăn uống và hai phiếu còn lại để chi cho các hoạt động giải trí. Những phiếu này chỉ hạn chế được dùng tại những doanh nghiệp có đăng ký COVID Safe và không được dùng để mua thức uống có cồn, thuốc lá và chơi cờ bạc. Câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để nhận được phiếu? Xin thưa, phiếu quà tặng sẽ có trên trang mạng Service New South Wales từ tháng 1 năm 2021. Để lấy phiếu quà tặng, bạn phải có tài khoản trên Service New South Wales hoặc tải ứng dụng Service New South Wales để truy cập vào phiếu quà tặng. Đối với những người không sử dụng máy tính hoặc điện thoại thì có thể đến các trung tâm service New South Wales để nhận phiếu. Kế đến là tình hình đại dịch Covid-19 tại Nam Úc. Chiều hôm qua, y sĩ trưởng Nam Úc, giáo sư Nicholas Perryer đã mở cuộc họp báo đặc biệt để giải thích thêm về hai trường hợp dương tính trước đây, đó là một cặp vợ chồng vốn được coi là đã bị dương tính từ nước ngoài trước khi trở về Nam Úc và sống cách ly tại khách sạn. Tuy nhiên, trong một cuộc nghiên cứu về đặc tính của virus COVID-19, thì các chuyên viên y tế đã phát hiện là cặp vợ chồng này đã nhiễm virus tương tự như virus của ổ dịch Parafield. Hay nói khác hơn là họ đã bị nhiễm bệnh trong khi họ đang sống cách ly tại khách sạn, chứ không phải đã bị nhiễm bệnh từ nước ngoài. Đây là một diễn tiến quan trọng mà giáo sư Nicola Spurrier nói rằng giới chức thẩm quyền đang nghiên cứu kỹ để tìm hiểu lý do. Và như là một biện pháp tức thời, tất cả những ai đã cư ngụ tại khách sạn nói trên kể cả nhân viên làm việc đều đã phải được thử nghiệm COVID-19 trở lại và bắt đầu tiến trình cách ly 14 ngày. Trong khi đó thì cuộc điều tra về một trường hợp công dân Tây Ban Nha 36 tuổi bị cáo buộc là đã khai gian. Hôm qua, công dân Tây Ban Nha này qua một phát biểu do luật sư phổ biến đã bày tỏ ăn năn hối lỗi vì lời khai báo không thành thật của anh ta đã góp phần vào quyết định phong tỏa toàn thể cư dân Nam Úc trong 3 ngày. Một vài cơ sở thương mại tại Nam Úc đã yêu cầu thủ hiến Stephen Marshall bồi thường Tuy nhiên, ông Marshall nói rằng chính phủ đã có quyết định cần thiết dựa trên cơ sở thông tin mà chính phủ có được lúc bấy giờ và do đó chính phủ sẽ không bồi thường. Tuy vậy, chính phủ Nam Úc cũng đang áp dụng các biện pháp tài trợ cho các cơ sở thương mại bị thiệt thòi như là một chính sách bình thường của chính phủ. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.